thưa quý vị, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là tài sản quý giá nhất của mỗi con người. Đôi mắt mang đến thế giới đầy màu sắc, mở ra yêu thương với người thân bạn bè. Thế nhưng trong cuộc sống thường nhật rất là bận rộn, thì chúng ta lại quên đi cách chăm sóc đôi mắt ấy như thế nào. Và trong chương trình món ăn và bài thuốc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe lương y Nguyễn Công Đức chia sẻ về những món ăn cũng như là cách để chúng ta bảo vệ đôi mắt của mình. Dạ, chào lương y ạ. Chào Ngọc Hân, dạ. Chào quý vị khán giả đang xem đài. Hôm nay nói về mắt thì thật sự là có rất là nhiều những bệnh xung quanh về mắt. Ví dụ như là mình nói thường như là mắt khô này, hay là mắt mờ, rồi quáng gà nữa. Vâng. Có lẽ những cái mà vừa kể là mắt khô này, mắt mờ này, quáng gà. Quáng gà nhất là buổi chiều thì cho ta một cái gợi ý rõ ràng là mắt đang thiếu vitamin A. Dạ. Rất là đang thiếu vitamin A. Như thế thì có lẽ là có mỗi một vitamin á, nó bổ sung hoặc là nó bổ cho cái cơ thể chúng ta mỗi một cái bộ phận khác nhau. Thí dụ mỗi ngày phải bổ sung là omega 3, rồi omega 369 vân vân. Để làm gì? Cái quan trọng nhất là để bổ mắt. Yeah. Ha. Còn thí dụ như vitamin D thì để bổ xương, vitamin B12 lại bổ máu vân vân. Yeah. Nhưng mà đã nói sử dụng vitamin A thì không bao giờ quên cái vitamin C. Tại vì cái vitamin C, một cái rất quan trọng đó là nó bền mạch máu. Nó bổ các cái mạch máu mà nhỏ nhất. Mà trên mắt của chúng ta mà muốn mà vitamin hay là máu mà lên trên mắt thì là những cái vi mạch rất là nhỏ. Yeah. Như vậy thì cái vitamin C cũng không có được thiếu. Có lẽ đầu tiên trong cái chương trình mà món ăn bài thuốc của chúng ta hôm nay á, thì đầu tiên ta nói món ăn đi ha. Dạ, nói về món ăn. Vâng. Mà nói về mắt thì mình lại nhắc đến vitamin A. Vâng. Dạ, và có một cái thông tin là vitamin A, nói về vitamin A thì cà rốt là ứng cử viên số 1 để cung cấp nguồn vitamin A nhiều nhất. Vâng. Trên bàn chúng ta thì ngoài cái cà rốt chúng ta thấy có cà chua. Dạ. Chúng ta thấy có chuối, có măng cụt, có trứng gà, có cái rau ngò. Dạ. Có quả cam, quả bưởi, có trái bơ, có thanh long và có cả trái chôm chôm. Thì tất cả những cái này thì giá trị như thế nào đối với mắt thì lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu như sau. Đầu tiên mình sẽ đi với rau củ quả trước thôi. Vâng, thế bây giờ cái đầu tiên là rau. Cái rất là ngạc nhiên thì nếu mà nói cái gì mà nó có màu đỏ đỏ thì nó là provitamin A. Tức là thì đúng rồi. Thế bây giờ cái này màu xanh. Nó màu xanh thì tại sao mà nó bổ thì nghiên cứu mới như thế nào và các thông tin của nó như thế nào. Cái miền Nam mình gọi là ngò. Dạ. Cái người Bắc thì gọi là mùi ha. Hay ngò mùi trong giống nhau. Dạ. Thì cái này trong bữa ăn hàng ngày chúng ta cũng thường xuyên. Và trong cái nghiên cứu mới và được thông tin thì trong rau ngò cái lượng vitamin A của nó cao gấp 10 lần cái trái cà chua. Mình thấy ghê không? Cái điểm đặc biệt ha. Ngoài ra nó còn có một lượng vitamin C rất là cao. Như vậy thì tất cả những cái rau củ quả trên bàn này nếu so với ngò thì ngò là ứng cử viên số 1. Dạ. Đó. Vừa A vừa C luôn hả thầy? Vừa A vừa C. Thế bây giờ ta sử dụng như thế nào đối với ngò thế này? Liều dùng như vậy là mỗi ngày chúng ta không nhiều ha, thì khoảng chừng 50 gram thôi. Dạ. Rồi rửa sạch bỏ rễ rồi sắc nhỏ ra để trong cái máy xay sinh tố. Thêm vào như vậy là nửa lít nước, phải nước sạch nha, tức là đun sôi để nguội hoặc là nước sạch. Thì xay lên, xay không có ép, ha, coi như lấy luôn cái phần tại vì nó rất là mềm. Dạ. Cho nên xay nhuyễn lên. Và nếu như mà thích, những người không bị tiểu đường, ta thêm một tí xíu mật ong. Dạ. Ha, còn nếu mà đã tiểu đường thì không mật ong, không đường gì cả. Để như thế thôi, rồi uống cả ngày, 50 gram uống cả ngày thì nó bổ mắt, làm cho sáng mắt. Những cái trường hợp thí dụ như là ta thấy như là nhìn cái như là ruồi nó bay vậy đó, lâu lâu cái mờ rồi khô hay chảy nước mắt, dùng ngò đến khoảng chừng 10 ngày là chúng ta thấy cải thiện rất là tốt. Có cái lưu ý nè là nó rất tốt nhưng mà đối với những người mà bị viêm loét dạ dày tá tràng thì chúng ta nên hạn chế hoặc là bụng no mới được uống. Dạ. Tại vì khi uống vào thì nó kích ứng cái dạ dày. Ngoài ra thì tôi muốn đưa cái ngò lên nữa thì nó còn có cái giá trị gì trong cái món ăn bài thuốc mà nó giải quyết cái bệnh nào khác nữa. Thì xin thưa, chúng ta thấy thỉnh thoảng nhất là những người viêm gan siêu vi C là hay bị thừa sắt. Dạ. Nó có một cái ngược là thiếu máu do thiếu sắt, nhưng mà sắt quá nhiều thì nó thừa. Nó thừa thì triệu chứng như thế nào? Quầng mắt nó đen.
Dạ. Tay chân là nó có đen, móng tay nó hơi bầm bầm đen, dạ, nó thừa sắt. Như vậy thì cái ngò là nó giải quyết bằng cái cách sử dụng như vừa rồi, và đồng thời nó có một cái tác dụng là nó giải quyết, tức là nó giúp là thải cái kim loại nặng ra ngoài, không riêng gì sắt không. Dạ. Đó. Và một cái đặc biệt nữa là khi mà bị ung thư, bất kỳ một cái ung thư nào mà phải vô hóa chất, thì khi mà đã hóa chất tới cái toa thứ 3, thứ 4, thứ 5 là bắt đầu là móng tay nó đen. Dạ. Và tay nó cũng đen. Thì ngoài cái việc mà bổ mắt, ngoài cái việc mà nó và đưa cái sắt thừa và kim loại nặng ra ngoài, nó giải quyết được cái ngón tay, móng tay của cái người mà vào hóa chất trong bệnh ung thư, dùng ngò thì nó cũng giải quyết được cái đen đó, và thấy thì da dẻ nó hồng hào hơn. Và gần gũi nhất của chúng ta là trứng ha. Trứng thì trong cái lòng trắng trứng có nhiều vitamin A, mà nãy ta đã nói là mắt mà nó có vấn đề là ta sử dụng vitamin A. Thế bây giờ từ trước đến giờ mình có cái quan điểm mình nói ăn trứng thì ảnh hưởng đến gan ha, dạ, là không tốt. Xin thưa không phải. Y học hiện đại là người ta khuyên là chúng ta nên sử dụng trứng, và người ta cho phép cái người mà lo ngại là về cái nguy của cái trứng thì một tuần được phép ăn tới 6 quả trứng. Bây giờ mình sẽ đến với trái cây. Vâng, trái cây thì cứ gần đi, người ta thấy cái măng cục. Người ta bảo cái măng cục thì mắc mớ gì mà nó bổ cho mắt. Xin thưa, ngoài cái vitamin C nó có một số vitamin B, B1, B6, B12 cũng có hiện diện ở trong cái trái măng cục. Nó là hạn chế cái thoái hóa điểm vàng, tức là mắt mà nó già đi rồi người ta thấy nó mờ, thì ăn trái măng cục thì nó cải thiện cái con mắt, tức là từ già nó thành trẻ ha. Đó là cái măng cục. Một cái nữa là ta thấy cái nào mà nó có cái màu đỏ, tức là có vitamin A. Thí dụ nãy ta nói cà rốt là provitamin A, tức là cái tiền sinh tố A, nó cũng bổ cho mắt. Và một cái nữa chúng ta thấy chuối nó rất nhiều kali, natri kali. Chuối rất là tốt, mình coi nó rất bình thường, nhưng mà mình phải giới thiệu như thế này để bà con mình ở đồng bằng sông Cửu Long, người có khi là không có cái này cái kia. Thanh Long thì bây giờ thì Bến Tre có, nhưng mà có chỗ không có thì không ăn được thì sao, thì chuối vẫn là số 1 ha. Dạ. Chuối nó bổ mắt rất là tốt. Rồi thanh long đi thầy ạ. Trái thanh long, cái trái thanh long mà nó bổ như thế này, nó bảo chẳng những nó bổ mắt nhưng mà nó bảo vệ cái giác mạc. Dạ. Tức là con mắt á, lâu lâu mà tự nhiên mình thấy tự nhiên sao nó đỏ cái lòng trắng, cái phần đó là bị ta gọi là viêm giác mạc ha. Thì bây giờ để bảo vệ cái giác mạc nó thì thường xuyên ăn thanh long, là vì trong thanh long nó nhiều vitamin C nuôi và bảo vệ giác mạc. Đúng như thế. Mình lại tiếp theo là chôm chôm. Trái chôm chôm. Trong chôm nó cải thiện được cái thoái hóa điểm vàng, có nghĩa là làm cho mắt nó trẻ, nó không có già đi. Rồi xa nhất là đây là một trái bơ. Trái bơ có lẽ trong này là tốt nhất lại là trái bơ ha. Nó ẩn nó giấu gì ở trong đó, nhưng mà ta thấy cái trái bơ. Dạ. Cái mà người ta lưu ý nhất ở trong đó là lutein. Dạ. Lutein là một cái chất đặc biệt, nó bảo vệ cái gì, nó khả năng là cái thiếu máu cục bộ ở cái giác mạc và ở võng mạc. Giác mạc thì bên ngoài, cái võng mạc là ở phía sau. Thì cái này là nhìn được sáng hay là không sáng, nhìn được rõ hay không rõ là nhờ cái lutein đó bổ sung. Thì trong cái quả bơ nó rất là nhiều. Có lẽ trái bơ là ngoài cái vitamin C, rồi ngoài vitamin A, cái lutein là cái chất mà chúng ta lưu ý. Và có lẽ là xin thưa, cái lutein nó có ở đâu nữa, thì cái này nó không nằm trong trái cây mà nó nằm trong cái hoa, đó là hoa vạn thọ. Yeah. Coi như là nhà nào cũng trồng vạn thọ, mà nhất là dịp Tết thì hoa vạn thọ là mênh mông. Và xin thưa, cái lutein trong cái hoa vạn thọ nó giúp làm cho sáng mắt, chẳng những bổ mắt mà còn làm cho sáng mắt nữa. Thì trong này mình không có để, nhưng mà cũng giới thiệu để bà con thấy. Yeah. Rồi mai mốt có thấy một tài liệu nào nói ủa sao sai, Đài Long An không chịu nói tới cái bông vạn thọ là rất là nhiều lutein. Vì nói về cái chất đó thì mình có thể nói là bơ là một trong những loại trái cây quý nhất
Đúng rồi, trong các loại trái cây. À, vâng, thì ta thấy thêm trái cam. Dạ, thì cam thì rất là thoải mái. Buổi sáng thì chúng ta hai trái cam sành nặng ra rồi một muỗng cà phê mật ong nữa. Ha, mật ong dạ. sẵn đây rồi. Quậy lên uống thì nó vitamin C, nó chắc xương, nó bổ mắt, nó làm cho sáng mắt. Ở nông thôn thì chúng ta có một món ăn rất là dân dã, thì thấy là có nấu bằng cà chua với lại đậu phụ. Thế Ngọc Hân có biết bài cái món ăn này không? Dạ, cái đây là một trong những món ăn mà thời sinh viên, các bạn sinh viên hay nấu lắm. Và vâng. nhanh nhất có thể nữa. Ừ. Đặt thêm một chữ là tiết kiệm. À, dạ. vâng. Đó chính là, nếu mà ở miền Nam mình gọi đơn giản là cà chua với trứng. Vâng. À, còn ở miền nào đó không biết, nhưng mà người ta gọi là cái từ nó đẹp hơn là canh mây. À. Là gồm có cà chua, trứng và với đậu hũ. Cái, dạ. chữ, cái chữ mây ở đây không có phải là lên mây không ta? Tức là ăn xong mà thấy nó ngon ha. Dạ. Thế lòng trắng trứng vâng, nó quậy vâng. ra giống mây á thầy. Vâng. À, thế ta phân tích thì ta thấy nếu mà trứng nói chung là lòng đỏ thì nó nhiều vitamin A. Dạ. Đậu phụ là nguồn gốc làm từ đậu nành. Mà chúng ta thấy cái đạm từ trong cái đậu nành đó, nó bổ gấp 4 lần cái thịt bò. Như vậy thì nó quá là giá trị, thấy không? Rồi cái cà chua là provitamin A. Và chúng tôi xin nhắc lại một điều nữa là cà chua mà nếu mà ăn sống thì cái hiệu quả nó không cao, thấy không? Vitamin C có, nhưng cái lycopene á, tức là cái provitamin A thì lại thấy kém đi. Như vậy thì muốn nó tăng lên thì ta phải sử dụng như thế nào? Ta trụng nước sôi hay là bỏ vô luộc. Luộc khoảng chừng vài phút thôi, vớt ra, lột cái vỏ rồi dầm cái cà chua. Như vậy thì cái vitamin A nó lại tăng lên. Yeah. À, như vậy thì rõ ràng trong cái món ăn vừa rồi, trứng quậy lên, đậu phụ là bổ ra, cái đạm nó rất là nhiều, đạm từ thực vật. Rồi cà chua mà phát được... phát huy hết công dụng khi mà hết nó công dụng để là bổ mắt. Dạ. Đó là bài coi như là một món ăn tuyệt vời. Nhắc đến cà chua lại nghĩ thêm một món nữa thầy. Rồi. Dạ. Đó chính là kết hợp với một loại động vật mà thầy nói là rất là tốt cho mắt luôn, đó chính là cá. Vâng. À, mình sẽ kho ngót hoặc là mình nấu canh ngót thì có cá với lại cà chua vâng. kết hợp. Thì nếu mà được đầu cá chép là cá hồi thì là càng giá trị hơn. Dạ. Vâng. Và đó là những thông tin thêm về món ăn để bổ vâng. mắt. Kính thưa quý vị, tầm quan trọng của đôi mắt trong cuộc sống hàng ngày trên trái đất này là điều không thể chối cãi. Và chúng ta hãy bảo vệ như là chăm sóc đôi mắt của mình một cách tốt nhất bằng những loại trái cây, rau củ quả hay là những món ăn trong cuộc sống hàng ngày. Và kính thưa quý vị, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Ngọc Hân và Lực Y Nguyễn Công Đức xin được trân trọng kính chào.